Không ngờ là trong cái nhà máy sản xuất búp bê Playtime này đã sản xuất ra hàng trăm những con Huggy Wuggy đột biến gen khác nhau. Ví dụ như Huggy 2 đầu, 3 đầu, 4 chân, 5 chân, 6 chân, 7 tay. Như là hôm qua là các con Huggy Wuggy đi bán kem đến một cái ôi. Hôm nay Tăng lại nhìn thấy cái con Huggy Shipman này, Slenderman này, chứ không phải là con điện đâu nha. Wow, nó bay. Đấy, lâu lắm rồi mình nhìn thấy cái con Huggy Wuggy Slenderman nó bay được nha. Chứ mấy lần trước toàn nhìn thấy mấy cái con Huggy Wuggy Slenderman nhưng mà không bay được đâu. Slenderman gì mà lại đi bộ trên không trung. Rồi, bây giờ lại tiếp tục đi vô đây. Và Thắng sẽ đi tìm cái con mỏ con Monty Huggy Wuggy cho mấy bạn xem đây. Cái cửa này người ta phải thiết kế lại nhé. Rõ ràng là đi vào rồi nhưng mà chạm vô đâu thì lại đi ra luôn. Rồi bây giờ chạy vô trong này xong bắt đầu là mở cửa ra, không cần dùng đến cái bàn tay. Nhắc đến cái bàn tay màu xanh màu đỏ thì lâu lắm rồi Thắng chưa được dùng cái bàn tay màu xanh màu đỏ. Ở các bạn nào kết bạn này, kết bạn luôn. Nhưng mà toàn thì kết bạn với Thắng nhưng mà lại không vô đây chơi game cùng với Thắng. Mở cửa sau này, bây giờ nó chạy ra cái nhà kho. À không không, ở cạnh đây Thắng biết có một chỗ để mở khóa con Huggy Solid nhé, ngay ở dưới chân của Thắng thôi. Đây nè, đây nè, đây nè, đấy, ngay cạnh thôi mà Thắng làm mấy cái video rồi mà Thắng không biết luôn. Cuối cùng đã mở được Huggy Solid rồi. Bây giờ nó sẽ đi sang cái cánh cửa không lam này, đi vào đây. Xong là Thắng sẽ đi đến cái chỗ mà lấy mấy cái hòn năng lượng màu xanh, màu đỏ, màu tím, xong rồi màu vàng đấy. Ơi, vào đây, ok. Ui, sang bên này, đấy, được rồi. Nói chung là phải đi ngang nhé, chứ còn đi thẳng là không được. À đây, không phải là đi lên tầng 2 đâu, mà là Thắng sẽ sang cái cánh cửa lại, mở cửa. Ua, cánh cửa này đi xuyên qua luôn nhé. À mà chúng ta đi lên kia, xong rồi chúng ta nhảy xuống đây là ok luôn. Nhưng mà Thắng sẽ đi ở bên này này các bạn ơi, chạy xem này. Xong rồi nhảy lên đây, nhảy lên đây. Đó, các bạn đã thấy chưa? Các bạn đã thấy đầu cái con cá sấu Monty chưa? Nó đây này, nhảy lên. Ơ, nhưng bây giờ nhảy lên kiểu gì đây? Không có đường mà nhảy lên này. À đây, ở bên kia có mấy cái thùng cắt tông này. À, Thắng đã mở khóa được rồi, không cần đi hẳn lên cái đầu đâu. Đây nè, lên nào, lên tiếp nào, thấy chưa? Lên tiếp nào, đây các bạn ơi. Ở trên cái kệ này có một cái đầu cá sấu Monty đeo kính ngôi sao 5 cánh. Trời ơi, trong cái thời gian ngắn thôi mà Thắng đã mở khóa được hai nhân vật rồi. À, từ chưa xong. Đang nghe Thắng phải chạy từ bên ngoài kia. Bởi vì là ở bên ngoài cái nhà máy này có cái con Freddy Huggy Wuggy. Nhưng mà từ từ đã, bây giờ nó sẽ reset trở lại về mấy cái chỗ mở. Chỗ đây gọi là mấy cái chỗ thí nghiệm đột biến gen Huggy Wuggy. Đầu tiên là Thắng đã tìm được con Solid Huggy. Không biết là Solid ở phòng 1 hay là phòng 2. Mà con có còn chapter 2 luôn kìa. Thế chapter 1 thì nó sẽ ở đâu? À không phải đâu, mấy cái nhân vật chapter 2 đây. Đấy, cái bông hoa này cũng là ở chapter 2 luôn nha. Mấy cái con run của chapter 2 luôn. Nhưng mà thôi, con Solid nó có ở dưới tầng 1 hay không? Không có là ta sẽ phải lên tầng 2 đây nè. À, đây là con Ship đi nha. Ship đi Huggy chứ không phải là Slenderman đâu, cũng không phải là Shipder đâu. Ok thì bên này không có. Ui, đây nè, bên này con hai đầu này nhưng mà nó chưa tìm được. Mấy bạn ơi, thôi bây giờ đi lên tầng 2 thì mới tìm được con Slick. Đây rồi, Slick đẹp trai rồi, chân dài chạy nhanh. Ô nhưng mà quên, Thắng phải reset để vứt cái lọ hoa này đi thì mới biến được thành Slick chứ. Đây rồi, trở thành con người rồi. Ấy đói, Slick lại đâu mất tựa. Đây, Slick đây rồi, biết đi vào đây nhé. Biến thành Solid cho mấy bạn xem. Wow, chạy nhanh chưa ông, mà cái tay còn là cứ chống chống lên như này, kiểu như là mấy bà đi chợ hay chửi nhau ấy. Ôi, xem nào. Nhưng mà các bạn ơi, Solid kiểu gì là cũng có cái mái tóc cực kỳ là ngầu luôn, các bạn thấy chưa? Mái tóc nhìn như kiểu là cái con Godzilla ấy. Ui giời ơi, bạn này bây giờ mới mở được cái nhân vật Sunny. Dạ, thằng mở được từ đời, thằng mở được từ cái video ngày hôm lọ, hôm lâu rồi ấy. À, con Huggy này nó chạy nhanh đến lỗi là hai tay của nó sẽ chỏng ra đằng sau à. Chạy. Ok, rồi, được rồi. Mà Thắng mở được một con, đó con Monty Huggy. Nhưng mà chắc là nó sẽ không ở trên đâu. Ơ, nhưng mà các bạn ơi, bên này là mấy cái con, trời ơi, mấy cái con Huggy gì mà nhìn bé tí ra. À, Huggy tuổi thơ mấy bạn ơi. Ơ, sao hôm nay có nhiều bạn kết bạn với mình nhỉ? Kết bạn luôn, không biết mấy bạn này ở đâu mà toàn tên tiếng Anh thôi. Chắc là cái con Monty nó ở tầng 1 rồi. Bây giờ thằng này phi xuống tầng 1 để biến thành cái con Monty cho mấy bạn xem. Ui giời ơi, nào, đứng ở đây xem này cao hơn. Thì ra là con Slick Huggy cao hơn con Huggy Wuggy bình thường này. Ok, rồi, đi vào đây, biến thành con người đã. Đấy, biến trở lại thành con người rồi. Và bây giờ là mở Monty Huggy. Đây, Monty Huggy đây. Nào, sang bên này, ok luôn. Wow. Ui,
Vợ ơi, bên trong là con Haki Wagi màu xanh lá cây. Xong bắt đầu là đội cái quả mặt lạ Monty đấy. Ừ, lúc ấy thằng tìm được quả mặt lạ màu đó rồi. Ghê chưa. Đúng là xịn sò con bò mà. Đời, đeo cái quả kính quá là ngầu luôn. Cơ thể thì biến thành màu sắc giống con cá sấu và đội luôn cái mặt lạ của con cá sấu. Ôi, cái mặt lạ này không biết ở ngoài có không nhỉ? Rồi tí nữa ta phải lên mạng tìm xem là có cái mặt lạ của cái con Monty này không. Rồi thôi, bây giờ lại đi tìm tiếp cái con thứ ba, nhưng mà phải biến trở lại thành con người đã. Đây rồi, cái loot này, cái loot reset này có khắp mọi nơi nhá. Ok, đã trở lại thành con người. Và bây giờ ta sẽ đi tìm cái con mà Freddy Huggy. Nó sẽ không ở bên trong nhà máy đâu, mà là nó sẽ ở bên ngoài rừng cây ấy. Bây giờ các bạn đi thẳng nhé. Xong bắt đầu rẽ sang cái bên tay trái này nè. Nhưng mà chắc chắn là không đi được rồi, bởi vì là ở đây có một cái cánh cửa tàng hình. Nên là các bạn sẽ không nhìn thấy cái cánh cửa đấy đâu. Đấy, bức tường tàng hình mà cánh cửa là cũng tàng hình nhé. Đây xem nào, ở đằng sau gốc cây này thì bạn, ôi trời ơi, bạn này là skin của bạn ấy phát sáng, chứ không phải là bạn ấy biến thành con Haki đột biến phát sáng. Chắc chắn là đằng sau cái cây kia, nhưng mà thắng chưa đi tới được. À đây, đi kiểu gì đấy, đây, đi ra ba cái cây này đúng không? Ba cái cây này kiểu gì, nhưng mà tối quá. Thứ ui giời ơi, cái bàn tay màu xanh màu đỏ này thì cũng không có đèn. Nhưng mà thắng đã thấy cái quả đầu của con Freddy, nó ở dưới gốc cây đây rồi. Bây giờ là mở khóa nó thôi mà. Ok, yeah, đã mở được khóa rồi nhé. Bây giờ quay trở lại mấy cái phòng thí nghiệm kia và mở khóa cái nhân vật Freddy Huggy thôi. La đời, đây rồi. À không phải là con gấu Freddy mà là cái con Gramrock rồi. Mở khóa con Gramrock này ra. Ôi, rõ ràng là lúc ấy thằng ở dưới gốc cây và thằng nhặt được cái mũ hình đầu con gấu Freddy này. Nhưng mà bây giờ ấy, thằng không mở khóa được cái phòng thí nghiệm này luôn. Thằng đi gần nó nghèo, chả hiểu kiểu gì luôn. Thế là có một bạn fan này chỉ thằng mở sang cái phòng thí nghiệm khác thì lại mở được. Mà rõ ràng là không phải thằng nhặt được cái mặt lạ như thế. Kiểu gì thì game này là cũng bị lỗi rồi. Đây nè, cái phòng thí nghiệm được mặt nạ hình con gấu Freddy thì không mở được. Nhưng mà thằng lại mở được bên đây này, Gramrock Kidner. Đây, mở được con Huggy Wuggy này các bạn được. Ui, lại mở được. Nhìn cái chân này kiểu như là cái chân của con chó sói trong Fortnite Freddy này. Nhưng mà là cái đầu thì lại đầu cá sấu Monty, nhưng mà không có kính, nhưng mà lại có cái mũ như kiểu đang biểu diễn xiếc ấy. Rồi, ba anh em nhà Monty với hai em nhà Monty, nói chung là ở đây đang có 5 anh em nhà Monty rồi. Thôi em ok luôn. Mấy bạn này không đi học sao để vô chơi game nhiều đấy. Bạn này viết cái gì đấy? Anh thắng TT ơi, cái gì? Ui, bạn này viết cái gì mà chả rõ gì đang viết chữ, là còn cứ chạy lên chạy xuống, ta nhìn không rõ gì cả. Rồi thôi, bây giờ biến trở lại thành con người. À từ đã, quên không review cho các bạn xem. Đây là con Haki Wuggy Kidner, nhưng mà một lửa là Haki, còn một lửa là chân này chân của con sói nhá. Con chân con sói, chân con gà nhỉ? Không biết đâu, thôi cả đi. Rồi bây giờ biến trở lại thành con người và đi mở khóa những nhân vật tiếp theo đấy. Bây giờ là có rất nhiều bạn fan chỉ thắng mở khóa những nhân vật Haki Wuggy đột biến gian tiếp nào. Đi nào. Đi kiểu gì mà chỉ thắng cứ để thắng đi trước thế này. Rồi let's go. Theo bạn nào đây? Theo bạn có cánh này đi. Rồi bạn nào chạy trước là nó sẽ theo bạn đó nhé. Chứ còn bây giờ thằng biết mỗi mở khóa ba nhân vật vừa lấy, còn một nhân vật nữa là thằng cũng không biết là mở khóa ở đâu cả. Hay quá, một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, năm bạn fan, nhưng mà không có bạn nào biết cái con ship đi nó ở đâu cả. À, có cái bạn này, có cái bạn tóc vàng này biết này. Ok luôn, theo bạn ấy luôn, nhưng mà bạn cứ chạy lòng ngoa lòng ngoằng, thằng chả biết theo đường nào luôn. Đây, đi vào đây nha, mở cửa đúng không? Mở cửa rồi, bây giờ đi vô trong cái cửa này mà bạn đấy lại còn đi sau. Đây, sang bên này nữa, đi bên nào? Ở dưới này có con nào không? Có con nào nhé? Cái bạn tóc vàng ấy, chả hiểu cái bạn tóc vàng đi đâu nữa. Thế nên là thằng sẽ đi theo cái bạn tóc hồng này cho mình nhanh. Rồi, đi tới đây rồi, thế là không biết đi đâu nữa. Thế này, họ ở đây à? Tận 5 bạn fan như thế này mà không biết cái con ship đi ở đâu. Không biết thì bây giờ nó chỉ cho thằng tìm hiểu 2 phút, 3 phút không biết con ship đi ở đâu. Đó là nó sẽ ở bên ngoài cái cánh rương này, giống như là cái con gấu. À, lúc nãy có tìm được con gấu đâu mà nhỉ. Nói chung là ui, bạn này đã mở khóa được Mommy Long rồi. Nhưng mà tất nhiên là bạn này không phải là fan của thắng. Nếu mà là fan của thắng thì đã chỉ thắng cách tìm ra con Mommy Long rồi. Ok, ngược đường như thế nhé. Bây giờ là đi sang bên này, lại tìm một cái cánh cửa tàng hình, nhưng mà mình cũng không biết là ở đâu luôn. Đó, đây. Đi được sang bên này là thấy manh mối rồi nhé. Cứ đi thẳng, nhưng mà đi thẳng thì nó lại thành tổ. À đây rồi. Mấy bạn đã thấy cái con nhện nó lơ lửng ở trên này chưa? Đấy, bây giờ là leo lên thôi.
đây mới gọi là nhận chính hiệu này, nhận biết bay chứ không phải là nhận nhã tơ lợn. Rồi, đợi người ta mở khóa ok luôn, người ta đã mở khóa thành công rồi nha. Bây giờ là reset trở về cái những cái căn phòng thí nghiệm và mở khóa cái con Shipder Shipman đó thôi. Ngay trước mắt đây, Shipman, ui hai tay, không phải đâu, bốn tay, hai chân và điều đặc biệt là nó bay được nhé. Đi vô đây thôi, nhìn thấy bao nhiêu hôm rồi mà hôm nay mới biết được luôn. Oh my god, rõ ràng lúc là họ này thì sẽ nhìn thấy 6 tay luôn và không có chân, bay được. Bây giờ bay ra ngoài dọa mấy cái bạn fan kia. Mà mấy cái bạn fan nó không biến thành con Shipman này à? Ê, mấy người đi tìm cùng nhau, thế mà bây giờ có mỗi một mình thằng biến rồi. Nhưng mà thôi không sao, một mình biến thì nó độc quyền luôn. Bay nào. Đấy, ở đây là đông người nhất nè, bay lơ lửng luôn. Mà bay cả ra ngoài này thì nhìn nó mới rõ nhá, chứ còn ở trong này nó nhiều bóng đèn nên nhìn nó kiểu phát sáng. Ủa, oh my god, Thắng lại đi sang một cái khu rừng rồi. Cái khu rừng này là một cái khu rừng lấm. Thắng đi nhầm cánh cửa, tôi quay lại. Được rồi, bây giờ quay lại được đi nè. Đi sang cái chỗ teleport này đi nè. Đấy, ghê chưa. Ui giời ơi, tốt nhất là Thắng sẽ ở đây. Đấy, ở đây thì nó lại sang bên kia, mà sang bên kia thì kiểu gì nó cũng quay về kia. Mà thôi, bây giờ là đi đây là được rồi. Ok các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay Thắng đã biến được thành con Shipman này, đáng nhẽ phải gọi là Slenderman bởi vì là có 6 tay cơ mà. Và con gấu Freddy Grahamrock Hagiwi, nhưng mà đáng nhẽ Thắng mở được con đó, nhưng mà kiểu gì mình lại sang mở được cái kiểu con chân của nó là con sói mà đầu của nó là con Monty, kiểu như nó lẫn lộn như thế. Chắc là kiểu người ta làm lỗi cánh cửa phòng thí nghiệm đây mà. Nhưng mà thôi không sao, nói chung là ngày hôm nay đã mở qua được 3 nhân vật rồi. Và tất nhiên là còn rất là nhiều những nhân vật Haki Waki đột biến gen khác, để cái video ngày mai sẽ quay cho các bạn xem nha. Còn bây giờ phải kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.